Cái nuôi có mấy con à? Con này mới đẻ hôm qua này anh em ơi. Đấy đấy, con nhỏ này mới đẻ ngày hôm qua này. Nhìn dễ thương không? Xin chào mọi người. Hôm nay mình có việc ở dưới Đơn Dương á. Thì bây giờ mình và một người bạn của mình sẽ xuất phát từ thành phố Đà Lạt đi xuống dưới Đơn Dương. Và ở dưới Đơn Dương á, nó có một cái trại gọi là Nhung Hiêu á các bạn. Cái trại đó họ nuôi rất là nhiều hiêu để họ lấy cái nhung của nó đó. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái trang trại này nhá. Bây giờ thì đi thôi. Xin chào anh em, thì sau khoảng 30 km thì mình đã đi tới. Mình mới xin phép chủ nhà cho quay rồi anh em. Đấy. Gia đình nhà họ chắc là buôn chuối nên có rất là nhiều chuối này. Món này nó là món đặc sản này. À, cộng hoa chuối này. Đây. Giới thiệu mọi người món mới đi anh. Món này là lấy ở trên rừng này. Thì bóc cái vỏ này ra làm hay ăn cùng với lại bún riêu ấy. Với lại lẩu hải sản là có cái này sắt nhỏ này. Đúng rồi. Thì chắc hẳn là cái búp chuối này anh em không có nại đúng không? Thường thường là dùng cho quán ăn, quán đồ đây này. Đó, nó như vậy đó anh em. Nhìn này. Những cái này nếu mà mình không có lấy đi á, thì nó sẽ trở thành cái quả của nó. Này, nó sẽ trở thành cái quả của nó này. Đó. Mở lỗ cửa đằng sau á. Như mày ơi. Dạ. Mới làm về anh. Ông đang ở trong vườn đang bắt cái động. Anh nuôi tất cả bao nhiêu con anh? 20 con. 20 con hả? Vâng. Anh nuôi lâu chưa? Hơn 5 rồi anh. Hơn 5. Ồ, cũng rộng hết nhỉ. Dạ không, không còn luôn anh. À, gọi là hiêu rừng luôn hả anh? Nó là mình. Nó động vật hoang dã thôi, nhưng mà mình nuôi thì nó cũng đỡ đi. Vâng. À, có cả heo tộc à? Heo rừng anh. À, heo rừng luôn hả anh? Rừng F1 đấy, ý là lai rồi. Đúng rồi. Nó còn tim nữa. Ô kia kia. Nhìn đá vào. Ồ, đây nè. Lộc. Đây anh em. Hiêu. Ồ. Sừng con này mới bị cưa. Cưa hết rồi anh ơi. À, cưa hết rồi anh. Tới ngày thì cưa chứ không có để được. Dạ. Không, ý là tới ngày mình làm ngày mình tới. Ok, mới đẻ hôm qua rồi. Mới sinh giờ hả? Có đâu anh? Ý là con nó đâu anh? Đâu anh? Con đó, con đó. À. Con này đẻ được 2-3 tháng rồi. À, 3 tháng à. Nên anh giống như nuôi bò ha. Khỏe hơn bò, khỏe hơn luôn rồi. Cũng khá là nhát người anh nhỉ? Không, người lạ nó nhát cái chủ nó. Vâng. Cái này giống con đực anh. Nó là đực mà. Cái nuôi có mấy con. À, con này mới đẻ hôm qua này anh em ơi. Đấy đấy, con nhỏ này mới đẻ ngày hôm qua này. Nhìn dễ thương không? Thích nhỉ. Anh ví dụ như một con như thế này bây giờ mình bán con nhỏ ấy, bán khoảng nhiêu tiền con này? 10 triệu anh. 10 triệu một con. Đực đẻ ra là 10 triệu, không biết to đẻ ra là 10 triệu. Nó đực cái được 10 triệu một con hết. Không, cái có cho 8 triệu luôn. À, cái 8 triệu đực 10 triệu. Đực lên thành 12 rồi, không phải là 10 nữa. Ồ. Hôm nay mình làm công ty mà, mình làm chuỗi trang trại. À, dạ. Ở trong Lâm Đồng mình, tổng trang trại mình có hơn 300 con đó. Và chia các trại nhỏ. Vâng. Là của ý là tất cả là của mình luôn hay là của kiểu của công ty nó ấy? Của anh em. À. Mỗi người mỗi trại, nhưng mà ý là hợp nhất lại thành một á. À, ý là dạ rồi.
nó giống như một cái gr, một cái hội của người Hy Lạp. Vâng, nó rất xá vậy. Ôi anh né nó ra, đừng có chát nó bởi. Nó đang chuẩn bị lên lung như nó phá. Nó hùng đấy. À, hùng nhờ. Giờ nó có mình nó thôi chứ mai mốt cả bầy lượng thôi. Nhìn nó kiểu như nó ngứa cái sừng ấy, nó cà phải không anh? Nó ngứa để nó cà, nó hút để nó bật ra để ra nhung mới. À. Nó ra nhung thì nó nhú nhú cái đầu đó lên. Nên nó quất bật cái đó luôn. Cái tác dụng của nhung nhung thì tăng cái tình hình. Em có cái bảng này đằng trước á. Đi về đâu? Tí nữa cũng có một anh Nam Ban về đây. Dạ. Đi cắt nhung. À dạ. Ở đây nhung. Không, cắt ở trong kia. À. Thường thường cắt nhung này là chắc là phải cột chân tay nó lại thôi. Không vô giữ thôi, ôm nó. À ôm nó. Thế chắc phải 2 3 người nhỉ? Tí nó vô trong kia cắt một con, hai con cắt tóc. À dạ. Yeah. Đi vô coi quay cho vui. Hình như anh có cả mấy con gà gà gà. À, gà này gà tre anh nhỉ? Gà này gà Thái. Gà Thái hả anh? Đấy là loại 1 hay nó có chia loại 1, loại 2 gì không anh? Dạ, em chỉ có làm hàng loại 1 thôi chứ không có loại 2. À dạ. Ủa con này gà Thái à, nhìn nó giống gà tre nhỉ? Dạ. Nhìn cái màu thích thế. Con này anh nuôi đâu chứ anh? Ôi. Con này mấy con này, nó bé chứ gì nó dễ thương nhỉ. Đây nó đẻ ra, con đó là con nòi á. Vâng. À. Mấy con này là con đẻ ra đó. Gà Thái nha anh em, có anh em nào biết con gà Thái này á thì comment phía dưới chỉ mình nhá. Lần đầu mình thấy á, nhìn khá là hay. Con này chắc được 4 năm nặng như mấy hả anh? Như con này thì nó bao nhiêu tháng tuổi vậy anh? Con này ạ? Vâng. Con này nó trưởng thành rồi, hơn 5 rồi. Hơn 1 năm rồi hả anh? Ủa nó ăn thường là anh cho nó ăn cỏ khô hả anh? Không, cỏ tươi chứ, nhưng mà nó ăn nó chừa lại để nó khô. À, vậy là mình ngày nào cũng phải đi cắt cỏ tươi cho nó hả anh? À, nó giống như bò anh nhỉ? Con này nó ở sạch dạ? Con này mấy con này nó sạch rồi. Con này nó đang chuẩn bị lên nhưng nó phá rồi anh. À. Nó phá nó bẩn lắm. Nó nổi nó. Phân này bao lâu mình dọn chuồng đàn này? Dạ tầm khoảng nửa năm. Nửa năm mới dọn chuồng đàn. Không dọn được kệ nó. Bởi vì nó không có hôi. Nó là nó ỉa nó không được nhiều, ra nhiều. Đúng rồi, phân con này không thấy không vào không cảm giác hôi mấy chứ nhiều mà như heo mà kiểu này thì chắc là chết luôn. Người không nổi đấy. À, trên kia mình trồn được bé tí thôi mà nó hôi kinh khủng. Ở trên kia như trồn nữa hả? Ở hiêu hiêu nó có hiêu chia ra hiêu sao với hiêu gì không anh hay là? Hiêu nai, hiêu sao với hiêu. Con hoẵng nó cũng được cái kiểu là nai. À. Ok anh em mọi người thì anh chủ ở đây còn một cái trại đó là trên đấy là trồn này. À, trồn này kiểu như trồn đất hay là trồn gì anh? Trồn hương. À trồn hương đúng không? À dạ. Để mình làm cà phê. À vâng, cà phê trồn đúng không? À có một trang trại trồn trồn hương nữa mà bây giờ thì chắc là không có quay cho mọi người coi được rồi. À. Để có gì để dịp khác mình sẽ quay cái trang trại trồn hương cho anh em coi ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới của mình nhé. Đấy, mấy con heo rừng kìa. À, 6 tháng cưa nó là lần hả anh? Một lần cưa vậy một con như này được khoảng mấy nặng không ạ? Nặng hay nặng không? Con nào mà bây giờ con kịch nhất ở tổng trang trại cắt ký 7 á. Ký 7 một con đơn 7 này cắt 5 lạng hết rồi. À dạ. Ờ à, đúng rồi, tại vì cái sừng nó cũng bự mà nhỉ. Không bự đâu. Vậy tính ra nó mỏng nhanh nhỉ. Em có sừng ở nhà, em có hàng ở nhà đây mà. Thì vâng. Đi lấy cho coi. Vâng, anh cho em coi thử được không? Cái này bò tủ lạnh anh. Cảm giác của thanh niên lần đầu tiên trong đời được cầm nhung hiêu. Cảm giác nhìn nó như đúng cái này Tráng Dương là đúng rồi nhìn tại vì nó cũng khá là sần sùi nóng đá gân guốc. Lông để review cho anh em coi nữa nha. Cái này là sừng bên trái, sừng bên phải nè. Này nét nó vào đó. Rồi ok. Nó nông nông nhìn hay nhỉ. Thường người ta sử dụng, người ta bỏ nguyên này vào bình, người ta ngâm cả cái lông luôn nha. Cả lông. Đây là một cặp mà nhung anh. Một cặp này nặng tầm bao nhiêu anh? 4 nặng mấy. 4 nặng mấy á? 4 nặng 4. À một cặp nha, khoảng 4 nặng 4. Cái này nó khoảng tầm gần 20 triệu này. À. Không, 10 triệu. 10 triệu. 4 nặng 10 triệu. À 4 nặng. Ủa 2 ờ.
cũng gọi 10, 11, 12 triệu nhỉ. Ui, cầm lên này cái lông nó mượt tả lắm, cảm giác nó như thật là nhung á, đúng gọi là nhung hưu luôn. Ô, nó cứng nhỉ. Nó cứng đâu, nó đây bỏ nó lạnh nó cứng á, bỏ ra ra đông là nó mềm lụi à. Ồ vậy à? Nó mềm như thịt mình luôn á. Ơ. Ồ, hay vậy. Bởi vì mình phải bảo quản chứ cái này là nó hàng tươi mà để ngoài là nó hư á. À dạ. Vậy là cái này là nút mà cắt là nó mềm xèo luôn rồi. Dạ, cắt là nó mềm như da thịt mình luôn á. À, nó mềm như da thịt rồi, do đây là để tủ đông nên ra nó mới cứng như vậy. À dạ. Để đúng bên này là bên trái đúng không? Bên này bên phải. Đó có đâu hai cọc. Rồi, ok anh em thì hôm nay mình xin kết thúc cái video ở đây. Nếu mà mọi người thấy mấy em Hiếu đẹp thì đừng quên like ủng hộ cho mấy em đó nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận những cái video mới của mình. Bye bye, xin chào mọi người.